Thưa quý vị, căn cứ vào kết quả điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại CDC tỉnh Hà Giang, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Giang đã tiếp tục khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Giang. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng, gồm có Phạm Thị Kim Dung, nguyên Phó Giám đốc CDC Hà Giang, Hoàng Thị Phượng, kế toán CDC Hà Giang, Bùi Văn Tuyển, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Liên hợp Dược Hà Giang cùng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 222 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra xác định trong quá trình mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, các bị can có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại nhiều tỷ đồng của nhà nước. Liên quan đến vụ án còn có 3 bị can đã bị khởi tố trước đó về hành vi nhận hối lộ là Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc CDC Hà Giang, Tô Minh Huệ, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Phan Thị Nga, Trưởng khoa Xét nghiệm CDC Hà Giang. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố kế hoạch thắt chặt việc buôn hàng xách tay, hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không. Cụ thể, đối với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần và các hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có nhiệm vụ chỉ đạo đoàn bay, đoàn tiếp viên, ra soát nội bộ, yêu cầu tổ bay chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động hàng không. Các cảng vụ tăng cường kiểm tra, giám sát tại các vị trí nhạy cảm như điểm kiểm tra an ninh hàng không, khu vực phục vụ hành lý hàng hóa, khu vực sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, khu vực phục vụ tập kết đồ vật, dụng cụ của suất ăn phục vụ trên tàu bay, nhất là các chuyến bay quốc tế, nhằm kịp thời phát hiện bắt giữ khi có hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không. Đối với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, Cục yêu cầu chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng của Bộ Công an, Tổng cục Hải quan để tổ chức tập huấn cho lực lượng an ninh hàng không nhận biết hàng giả, kiến thức, kỹ năng chống buôn lậu. Sau vài năm bị gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19, lễ hội khai ấn Đền Trần được tổ chức lại vào dịp xuân Quý Mão 2023. Nghi thức khai ấn diễn ra vào ngày nghỉ cuối tuần. Vì vậy, dự báo lượng du khách sẽ tăng đột biến, thậm chí đông hơn cả trước thời điểm có dịch. Công an thành phố Nam Định cho biết, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, xây dựng sẵn sàng các phương án phân luồng giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự cho đêm khai ấn. Theo đó, các tổ chốt làm nhiệm vụ tại Đền Trần đặc biệt chú trọng việc phân luồng người vào đền trong tối ngày 4 tháng 2, không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, mất an toàn. Bên cạnh đó, Công an thành phố Nam Định cũng đã chủ động gọi hỏi, răn đe, giám sát các đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn, chuẩn bị phương án phương tiện cứu nạn cứu hộ. Do năm nay, phía trước khuôn viên Đền Trần có các hồ nước sâu, nằm trong dự án khu trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử văn hóa thời Trần đang được triển khai xây dựng. Thưa quý vị, trong tháng 1 năm 2023, số lượng và số vốn đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp cả nước đã giảm so với cùng kỳ. Cùng với đó, tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ghi nhận tăng so với cùng kỳ. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn. Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 1 năm 2023, cả nước có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 99.100 tỷ đồng, tăng 0,7% về số doanh nghiệp, giảm 7,5% về vốn đăng ký so với tháng 12 năm 2022. Bên cạnh đó, trong tháng đầu tiên của năm 2023, cả nước có 15.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 150% so với tháng 12 năm 2022. Nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 1 năm 2023 lên 25.900 doanh nghiệp. Theo khu vực kinh tế, tháng 1 năm 2023 có 125 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản, 2.540 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, 8.178 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ. Thưa quý vị, công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance vừa công bố bảng xếp hạng 500 ngân hàng đứng đầu thế giới về giá trị thương hiệu năm 2023. Trong đó, Việt Nam có 12 ngân hàng lọt vào bảng xếp hạng 500 ngân hàng đứng đầu thế giới về giá trị thương hiệu. Vietcombank là ngân hàng Việt Nam có vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng này với vị trí thứ 137, tăng 25 bậc so với năm trước. Tiếp sau là Agribank và BIDV với vị trí lần lượt là 159 và 161. Agribank giảm 2 bậc so với năm trước, trong khi BIDV đã vươn lên mạnh khi tăng 51 bậc so với năm trước.
Techcombank cũng tăng 33 bậc lên vị trí thứ 163. Vietinbank đứng thứ 171, tăng 13 bậc so với năm trước. Về tốc độ tăng trưởng, BIDV là ngân hàng được Brand Finance đưa vào vị trí thứ 7 trong số những ngân hàng phát triển nhanh nhất với giá trị thương hiệu tăng 69%. Thưa quý vị, chính phủ Ukraine cho biết nước này đã ký thỏa thuận gia nhập chương trình thị trường chung của Liên minh châu Âu-EU với ngân sách 4,2 tỷ euro. Thỏa thuận được ký kết tại Kiev trong khuôn khổ các cuộc tham vấn chung giữa chính phủ Ukraine và đoàn các quan chức cấp cao EU đang ở thăm nước này. Trong ngày 3 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine ở Kiev. Hai bên đã thảo luận về việc gia nhập EU của Ukraine, tự do hóa thương mại giữa Ukraine và EU, hợp tác tài chính và an ninh năng lượng. Hai bên cũng đề cập đến vấn đề tái thiết Ukraine sau xung đột và các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Phát biểu sau hội nghị, Tổng thống Ukraine cho biết các cuộc thảo luận về việc gia nhập EU của Ukraine sẽ diễn ra trong năm nay. Thưa quý vị, chuyến thăm Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bất ngờ bị hoãn. Quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3 tháng 2 xác nhận một khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời Mỹ suốt nhiều ngày qua là của nước này. Bắc Kinh khẳng định đây là một khinh khí cầu dân sự phục vụ nghiên cứu và việc nó đi vào không phận Mỹ là sự cố đi lạc. Mặc dù vậy, lời giải thích này dường như không xoa dịu những phẫn nộ và lo ngại của Mỹ. Vụ việc cũng gây căng thẳng quan hệ Trung Quốc-Canada khi Ottawa triệu tập đại sứ Trung Quốc để nêu quan điểm vào ngày 3 tháng 2 vừa qua. Thưa quý vị, ông Cho Kuk, cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc vừa bị kết án 2 năm tù vì làm giả hồ sơ cho con cái theo học trường luật và trường y, đồng thời can thiệp vào cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến thân tín của cựu Tổng thống Moon Jae-in. Ông Cho Kuk là giáo sư luật, từng là trợ lý cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và có thời gian ngắn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp trước khi từ chức. Vào cuối năm 2019, ông bị truy tố hàng chục tội danh bao gồm hối lộ và gian lận tài liệu. Trong một nỗ lực nhằm đẩy lùi nạn tảo hôn, cảnh sát bang Assam của Ấn Độ vừa bắt hơn 2.000 người đàn ông kết hôn hoặc dàn xếp hôn nhân với trẻ vị thành niên. Cho tới nay, chính quyền bang Assam đã ghi nhận hơn 4.000 trường hợp liên quan đến tảo hôn. Kết hôn với người dưới 18 tuổi là bất hợp pháp tại Ấn Độ, nhưng luật này bị vi phạm công khai. Liên Hợp Quốc ước tính Ấn Độ có số lượng cô dâu trẻ em lớn nhất trên thế giới với khoảng 223 triệu người. Trong báo cáo công bố năm 2020, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết mỗi năm ở Ấn Độ có gần 1,5 triệu bé gái vị thành niên phải kết hôn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 9 giờ sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.